Chuyển đi. Hello. Hello, xin chào bạn. Bạn khỏe không? Ừ? Hả? Bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đã quay lại với phần 2. Minh sẽ kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện là Minh có Henry như thế nào và cái quá trình mà trước lúc đó là mình đã kể mọi người nghe là cái quá trình đi tìm con của hai vợ chồng mình nó gian nan cực khổ ra sao và mình đã bị mất hai đứa con trong cái thời gian đó. Sao con gỡ nó luôn vậy? Rồi. Thì cái trong thời gian đó là Minh đã sảy hai đứa con. Và sau khi mà Minh bị sảy hai đứa con như vậy á, thì Minh đã rút kinh nghiệm cho mình. Và có rất là nhiều cô chú anh chị là họ lại thăm mình, họ biết mình sảy thai thêm một lần nữa. Họ cô chú dì chú bác rồi họ cũng xót lắm. Họ nói hả, trời ơi sao con nhỏ này nó khó có con quá vậy. Bây giờ mày phải uống thuốc, mày phải bồi bổ sức khỏe mày đi để lần sau hả cái thai nó không có yếu và nó không có bị mất nữa. Cái xong cái mình mới nói dạ. Rồi lần đó là mình cấm tuyệt để chồng mình đụng tới mình luôn, không cho đụng nữa. Tại vì lúc đó là cái người của mình nó rất là nhạy, nếu như mà có nữa đụng nữa là sẽ có con nữa, cho nên mình cấm tuyệt đối ông luôn. Ông không cho mình, không cho ông đụng, mình cấm cung ông tới 2 tháng mấy gần 3 tháng luôn các bạn. Xong rồi cái lúc thời gian đó là bắt đầu mình đi hơ các bạn, mình y như đàn bà đẻ vậy ha, gắn bông gòn lỗ tai ha, rồi bao tai ha, mặc áo lạnh rồi ha, rồi mẹ mình làm cho mình mấy cái mẻ lửa để hơ hơi để mình giữ ấm cái cơ thể mình á, để mình phục hồi sức khỏe cho nó mau á. Bắt đầu mình hơ mặt, hơ mày, hơ tay chân, hơ cửa mình, hơ tất cả mọi thứ để cho cái người mình nó không có bị lạnh đó các bạn. Và cái mình lấy lại cái sức khỏe nó mau để mình có con nó tốt hơn, và cái bào thai sau đó, nó sẽ mạnh khỏe và nó không có bị vấn đề mà sảy nữa đó. Cái xong cái lúc đó mình chuẩn bị hết ha, cái mình đi bắt thuốc bắc các bạn, mình đi bắt tất cả là 7 thang thuốc bắc. Mình bắt 7 thang thuốc bắc mà mỗi ngày mình uống 3 cử, 2 cử, sáng cử chiều cử, và một thang như vậy là một ngày, một thang như vậy một ngày là một cái thang đó là sáng uống, sáng nấu xong rồi cái uống một cử sáng, xong cử chiều là mình dạo lại. Đó là mình uống liên tục 7 ngày như vậy, xong 7 thang đó là mình ngừng, mình không uống nữa. Rồi các bạn biết không, mình mua cái đồ mà hơ cho đàn bà đẻ rồi các bạn, hơ cửa mình rồi đó, cái mình cũng hơ luôn, mình cũng hơ, mình cũng xong y gì đó. Mà lúc đó các bạn biết không, mình yếu lắm luôn, mình yếu lắm. Mà mấy gì mình lại thăm mình, mấy bà mới nói là bữa nay tao thấy mày xanh không còn một miếng máu. Bà nói hả, gán giữ sức đi con ơi, chứ mày kiểu này mày xanh chành luôn á, nhìn mình như là xác chết. Mà thật sự lúc đó mình xanh đó các bạn, da mình là không có miếng máu luôn các bạn. Rồi cái xong cái mấy bà gì, mấy bà tẩm bổ, mấy bà mua đồ ăn lại, mấy bà tẩm bổ rồi mấy bà mua thuốc bắc, mấy bà hầm cho ăn để lấy sức khỏe các bạn. Rồi cái lúc đó là mình đi khám bác sĩ á, tại vì khi mình sảy xong mình đi khám bác sĩ để mình bồi dưỡng lại cái sức khỏe. Trong cái thời gian mà 2 tháng đầu là mình bị thai lưu đó, là mình đi khám ông bác sĩ đó, thì mình khám rồi cái đầu cái khi mà mình bị sảy á, bác sĩ đó cho thuốc uống để cho trục cái thai ra đó. Thì lúc đó mình lên mình xin thuốc ổng, là mình nói là bây giờ con muốn là lần sau con mang thai cái thai con phải khỏe và đứa con của con phải được bình an. Và cái ông bác sĩ ông ấy, cái ổng mới cho mà những cái vitamin á để cho cái người đàn bà uống để giữ sức khỏe cho thật là tốt trong cái quá trình mà mình trước lúc mang thai á. Cái ổng cho mình những cái đơn thuốc đó mà mình uống hàng ngày, mình uống cho đến khi mà mình mang bầu lại luôn các bạn. Thì nó cũng là đơn giản thôi, không có gì hết. Vitamin E, vitamin E đó, rồi vitamin D với canxi và sắt đó, 4 loại đó thôi. Với mình có mua một cái hộp thuốc nữa là bồi bổ cho cái người trước lúc mang thai á, mình uống mấy hộp như vậy,
Hình như mình uống hình như có hai hộp à. Ừ con, xịt vô đây nè. Rồi xịt vô. Rồi đó. Rồi các bạn biết không, cái khi mà mình uống xong cái thuốc đó rồi, cái mình cảm thấy cái người mình khỏe ra các bạn. Khỏe rất rất nhiều luôn. Và lúc đó mình mới bắt đầu mình cho ổng đụng tới cái người của mình, và là lúc đó là mình xác định là đợt này là mình có bầu đó. Tại vì á, khi mà mình cho chồng mình không có cấm cung nữa đó, thì cái lúc đó là còn 1 tháng nữa là ảnh về Mỹ, là mình xác định là đợt này là mình phải có bầu, để trong thời gian mà mình ở dưới quê mình buồn, mình không có việc gì làm thì mình sanh trước để mình chăm con mình, cho con mình nó lớn rồi chừng nữa mình qua Mỹ mình cũng khỏe hơn đó, mình nghĩ như vậy. Xong các bạn biết không, cái mình thả cửa có 1 tháng, một là dính bầu các bạn, thả cửa 1 tháng là ông đầu dính anh này. Ừ rồi đó, con xịt đi nè. Rồi cái xong cái lúc đó mình có bầu anh này là mừng lắm các bạn, lúc mà có bầu lại lần nữa là mừng lắm, không dám làm gì hết trơn luôn á, nhẹ nhàng. Rồi hàng tháng đi khám thai, rồi bác sĩ cho thuốc uống. Rồi các bạn biết á, là mình uống mấy cái thuốc bổ mà dành cho bà bầu á, mấy cái hộp gì nè, là cái đó là của Mỹ, cái hãng đó của Mỹ. Thì nó có hai loại, một loại á là 20.000 một hộp, và một loại là 60.000 một hộp, và một loại là 120 một hộp. Mình mua cái loại 120 một hộp mình uống, là uống cho đến khi đẻ anh này luôn các bạn. Uống mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi ngày một viên, một viên. Rồi mình uống kèm với sắt, canxi và vitamin E luôn. Mình uống ba cái loại đó luôn. Tại vì mình biết là mình ăn uống sẽ không có đủ chất. Con, quay bên kia. Mình biết là mình ăn uống sẽ không có đủ chất, cho nên hả, mình uống bổ sung canxi đó để cho con mình nó có được cái xương chắc khỏe. Và nhiều khi cái mình đàn bà mà mình có bầu á, mình dễ bị tụt canxi lắm, tại vì em bé nó hút canxi của mình á, cho nên mình uống canxi mình bồi bổ, với mình bồi bổ chất sắt, uống sắt để cho cái người đàn bà mình nó có đủ cái năng lượng để có thể nuôi được bào thai. Bào thai nó tốt thì em bé sinh ra nó mới được thông minh đó các bạn. Cái lúc đó là mình uống thuốc hầu như ngày ngày nào cũng uống, và uống sữa nữa các bạn. Mình chăm rất là kỹ về cái chuyện có bầu luôn, rồi mình đi tìm hiểu rất là nhiều. Và trong quá trình ăn là nên né những gì nữa, và những thức ăn nào không được ăn nữa các bạn. À, lúc 3 tháng đầu mang thai là mình không dám uống nước dừa luôn các bạn. Cho đến khi mình đẻ anh này luôn mình cũng không dám uống nước dừa. Tại vì các bạn có thể 3 tháng đầu các bạn mang thai là cái cơ thể của mình nó đang thích nghi với cái bào thai, và mình đang nuôi dưỡng cái bào thai. Nếu như mà các bạn không khéo, cơ thể bạn yếu, các bạn uống nước dừa là yếu giống như cơ thể của mình vậy đó. Chứ mình không nói là ai, tất cả mọi người nha. Nếu như cơ thể mà yếu như cơ thể của mình vậy đó là uống nước dừa là có thể sảy thai. Đấy, ước mẹ. Là nếu như mà các bạn uống nước dừa là rất dễ sảy thai. Và đặc biệt 3 tháng cuối, khi mà cái chu kỳ thai nguyện kinh nguyệt, cái chu kỳ mang thai của mình á, 3 tháng cuối là các bạn mà uống nước dừa cũng có thể là sinh non nữa. Cho nên mình biết được là cái tiền sử của mình là hai đứa đầu là mình đã yếu rồi. Cho nên nó mình không dám uống nước dừa cho đến khi sanh anh này luôn. Là mình chỉ uống có đúng một loại là nước mía thôi. Đấy, ước mẹ. Mình uống đúng một loại nước mía. Các bạn biết không, uống nước mía là thứ nhất em bé nó sạch nữa các bạn, em bé nó rất là sạch. Khi các bạn sanh ra em bé nó trắng tươi à, nó thứ nhất là các bạn uống nước mía em bé nó vừa sạch mà nó vừa trắng nữa ha. Rồi á, cái nước mía á, nó làm cho cái người mẹ mình nó cũng cũng mát nữa. Và các bạn biết không, mình uống nước mía khi anh này sanh ra không có một miếng bợn trên người luôn các bạn, nó sạch đến nỗi như vậy đó, không có một miếng bợn trên người luôn. Khi mà sanh ra các bác sĩ để em bé nằm trên người mình như nè, là nó đỏ như một cái tờ giấy thì các bạn, nó đỏ hóm, nó đỏ như cái cục thịt bò vậy các bạn, không có một miếng bận. Xong rồi bắt đầu chút xíu sau, bắt đầu bác sĩ mới ẵm em bé đi tắm. Con ướt cái điện thoại của mẹ, quay bên kia. Ừ xong rồi các bạn biết trong cái thời gian đó mà mình mang thai anh này á, ba nó gọi về mỗi ngày các bạn, gọi về mỗi ngày kêu dở cái bụng lên cho anh coi con anh. Là các bạn biết khi mà có bầu mình rồi hả,
là mừng lắm, mừng lắm luôn. Rồi các bạn biết hả, là tất cả mọi thứ con quay bên kia, mọi thứ việc nhà là mẹ mình cũng không cho mình làm, rồi ổng cũng không cho mình làm, kể cả mình đi chợ cũng không cho đi nữa. Nhiều khi hồi đó mình đi chợ hả, mấy bà dì mình cũng không cho đi luôn. Mấy bà dì mình nói hả, mày thôi mày ở nhà đi, mày muốn mua gì mày, à tao đi chạy ngang rồi tao mua, tao đem tao đưa cho mày, mày đừng có đi chợ, ở nhà đi. Mấy bà dì mình thấy mình có bầu theo kiểu là cũng chật vật vậy đó, mấy bà cũng xót lắm. Cái mấy bà chị hầu như ai mà người bà con trong họ mình nghe mình có bầu họ cũng xót lắm. Họ nói là thôi mẹ ở nhà mày giữ thai đi, mày đừng đi đâu hết trơn, ở nhà thôi. Các bạn biết cái thời gian đó ha, là mỗi lần mà mình đi khám thai ha, là hầu như là cả dòng họ ai cũng quan tâm hết trơn. Sao rồi, sao rồi, sao rồi con, thai sao con, ổn không con? Rồi rồi cái anh này á, anh này mà mỗi lần mà ảnh mà đi khám thai về đó là ba nó thức sáng đêm chờ, ba nó thức sáng đêm chờ hỏi sao em, hôm nay con sao em, có thấy mặt con không em, ngày hôm nay con được bao nhiêu ký em. Các bạn là hầu như ví dụ như là mình đi khám thai là thường buổi trưa mình ăn cơm xong rồi mình đi khám thai, thì buổi trưa là 12 giờ, khoảng tầm 12 giờ trưa Việt Nam là 12 giờ đêm bên Mỹ, là mình đi khám thai xong về tới nhà khoảng 3 4 giờ chiều. 3 4 giờ chiều là 3 4 giờ sáng bên Mỹ. Mà các bạn biết ổng thức tới giờ đó ổng canh, cái ổng chập chờn ổng thức, cái ổng thấy mình về tới nhà cái ổng gọi lại, ổng hỏi sao em, ngày hôm nay con sao rồi còn không. Nhằm bữa nào ổng ngủ quên á là sáng 6 giờ 5 giờ là mở mắt thức dậy là gọi điện à, em qua khám thai con sao em. Cái rồi cái cô dì chú bác mình cũng vậy, khi mà mình đi khám về á ai cũng hỏi hỏi mẹ mình, tại mẹ mình hay đi chơi á, đi chợ rồi gặp mấy người đó lắm. Rồi chiều chiều họ lại nhà mình họ chơi á, cái họ hỏi thử người khỏe hay không, thì cũng may mắn á, đi đi cầu trời khẩn Phật, đi tất cả mọi kêu bằng bệnh thì giái tứ phương á. Cái bắt đầu cái đi khám bác sĩ, rồi lớp phần bác sĩ, rồi lớp uống thuốc bổ, rồi đủ thứ hết trơn á các bạn. Cho nên nó khi mà sanh anh này ra hả, tới gần ngày sanh luôn á, mình mới an tâm các bạn. Tới gần ngày sanh mình mới an tâm. Mà lúc mà khi mà gần ngày sanh á, mình mắc thêm một cái chứng bệnh lo nữa, là lúc đó là em bé 3 ký 8, 3 ký trước ngày sanh là siêu âm là 3 ký 2. 3 ký 2 mình nói không biết 3 ký 2 mình sanh nổi hay không, mình muốn sanh thường, mình không muốn sanh mổ. Cái các bạn biết không, trước một tuần đó là bác sĩ mà mình đi khám thai hàng tuần á, là ổng siêu âm là 3 ký 2, mà khi mà vô lên bàn sanh á, cái bắt đầu họ siêu âm thêm một lần nữa, họ coi thử cái thai mình bao nhiêu á để họ chọn cái phương pháp cho mình sanh á, thì họ nói là 2 ký 9. Mình nói ủa trời, cái bụng mình bự quá trời, mà sao 2 ký 9 được. Cái bụng của mình là to lắm các bạn, mình ngồi không được luôn, mình ngồi là mình không thể nào mình cong lưng của mình phải ưỡn như vậy đó các bạn, rất là to. Và người ta dòm á, người ta hỏi mình sanh đôi hay gì không á, người ta hỏi là bụng của mình đó, là bạn biết cái bụng của mình rất là to luôn á. Cái mình nói ủa sao 2 ký 9 được trời. À, bác sĩ cái bà hỏi là cái ngày khám thai gần nhất của em là bao nhiêu, cái nói là ngày khám thai gần nhất là bác sĩ nói là tuần trước là 2 3 ký 2. Cái xong bắt cái khi mà để mà cho mình đầy đủ phân, nở đầy đủ phân để khi mình lên bàn sanh á, thì một ngày sau nữa, hai ngày sau nữa thì bắt đầu mình lên bàn sanh, thì bác sĩ gờ cái bụng của mình á, bác sĩ nói là không sanh được đâu, tại vì cái bụng mình cứng ngắc các bạn, nó to mà nó cứng ngắc à, nó không có, nó không phải giống như cái bụng của mấy người ta, của những người mà mang bầu á, nhiều khi các bạn đụng vô nó mềm xèo à. Con quay bên kia là nhiều khi cái bụng của họ đụng vô các bạn thấy nó mềm xèo, và còn bụng của mình là đụng vô cứng ngắc giống như là cái bờ dây này vậy nè, các bạn đụng vô giống vậy đó, y như vậy đó. Cái xong cái bác sĩ nói là bụng này không có sanh thường được đâu, thôi đẩy ra. Cái bắt đầu bác sĩ nói là bác sĩ chỉ định là mổ, là lúc đó là mình đã lên bàn sanh rồi đó, là chuẩn bị gặn gặn thôi đó. Mà bác sĩ nói là bác sĩ kêu mình là gặn thử để cho bác sĩ nhắm xem mình có sanh được hay không. Thì khi lúc đó mình gặn á, thì bác sĩ gờ gờ cái đầu anh này ở phía trong á, bác sĩ nói là không ra được đâu, đẩy đi mổ. Các bạn biết không, đẩy rụp rụp qua phòng mổ. Lúc đó là mình nhớ cái thời gian đó là 12 giờ đêm khi mình lên bàn mổ, và bắt đầu rạch bụng mình là 2 giờ
1:30 sáng là khi xong mổ mình xong á, là đẩy xuống cái phòng hồi sức á, là 2:30, một tiếng đồng hồ mổ anh này. Các bạn biết lúc đó mình kiệt sức lắm luôn, mình kiệt sức cực kỳ luôn, nhưng mà mình vẫn gắng hóng hóng, tại vì một cái quá trình rất là gian nan cực khổ để mà mình có được một đứa con như vậy, mà mình chỉ muốn là cái ngày đó là con mình nó bình an. Các bạn biết không, mình thấy rất là nhiều cái trường hợp họ có bầu các bạn, tới khi mà đi sanh các bạn, con họ chết. Mình rất sợ những trường hợp đó, mà lúc mình có bầu mình không dám nói. Mình rất sợ, mình thấy những cái hoàn cảnh như vậy mình sợ lắm. Cái mình cầu mà cầu mẹ Quan Âm á, phù hộ độ gì cho mẹ con bình an, cho mình sanh suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra, là con mình nó sanh chào đời nó an toàn. Tại lúc đó là mình thai mình quá bự, mà nếu như mình sanh thường mình sợ nhiều khi đang cái trong quá trình mà bác sĩ nó không giỏi á, và nó cứ để cho mình sanh thường á, mình rặn á, một hồi á, nhiều khi chết con người chết mẹ luôn đó, giống vậy đó. Cho nên hả, mình rất là sợ, bởi vì người ta nói là đàn ông đi đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình là vậy đó. Rồi cái đến lúc đó hả, là nghe được cái tiếng khóc của con mình á, lúc đó mình mới cảm thấy là vui các bạn. Và họ đặt họ bắt nó ra, họ quýnh cho nó khóc á. Rồi lúc đó bắt đầu mình nghe là mình mừng à, bắt đầu họ mới gói ghém nó lại, họ để ở trước ngực mình vậy nè. Tại lúc đó mình mổ là mình không có mặc đồ gì hết trơn, họ lột hết đồ ra cho họ, để trên bàn mổ và họ đắp một cái khăn thôi. Thì lúc đó họ dở cái khăn ra, họ để họ cho em bé lên cái lồng ngực của mình để cảm nhận cái hơi ấm của mẹ đó. Là các bạn biết lúc đó là lúc đó mình mới thật sự mình an tâm, mà mình nhắm mắt mình ngủ. Là mình mệt lắm, lúc đó là mình mệt kiệt sức luôn các bạn. Đau bụng đẻ rồi đau mà đẻ không được á, theo kiểu bự quá không có ra nổi á. Mình kiệt sức khi mà lên bàn mổ, họ chích thuốc mê, thuốc TGT mình đó, là mình muốn ngủ không á. Và cái hộ lý họ đi qua đi lại, họ hỏi mình hoài à, em tên gì, em ở đâu, em làm gì này kia nọ. Họ kiếm chuyện họ nói để cho mình trả lời họ, tại vì họ không cho mình ngủ, tại họ sợ mình ngủ, là nhiều khi mình ngủ rồi á là mình bị mê man luôn các bạn. Rất nhiều trường hợp khi bà mẹ mà bị kiệt sức và ngủ vậy là sẽ bị chìm vào cái hôn mê, cho nên hả họ không có cho mình ngủ. Khi mà sanh anh này là mình nhớ là bác sĩ nói, tại vì khi bắt đầu mổ là bác sĩ nói là ừ bao nhiêu giờ bao nhiêu phút, để cho cái người hộ lý họ ghi vô, rồi họ dán lên tay mình vậy nè. Rồi xong rồi khi mà lúc mà đẩy mình ra khỏi cái phòng sanh á, thì mình nghe mấy hộ lý nói là nói chuyện là mấy giờ mấy phút vậy đó là đẩy ra. Đó là mình nhớ là ngày anh này là sanh ngày 28 tháng 2 2016. Các bạn biết là chỉ còn một ngày nữa thôi là qua ngày 29, là 4 năm mới được sinh nhật một lần đó các bạn. Mà anh này sinh ngày 28. Cho nên mình nhớ rất rõ là ngày 28 tháng 2 2016, và cái giờ chính xác là 1:00 đêm. 1:00 đêm sáng ngày 28. Cho nên hả, một cái quá trình mà mang bầu và có một đứa con á, mình nói thiệt á, gian nan cực khổ. Rồi sau cái lúc đó là còn cả một cái chặng đường nữa các bạn. Và ngày hôm nay chia sẻ với tất cả mọi người về cái quá trình khó khăn của hai vợ chồng em khi tìm được một đứa con, cũng như là anh này là cháu nội đích tôn của bà nội nó luôn á. Nguyên gia đình là ổng là cha trưởng, mà anh này là cháu nội, còn tất cả mọi người đều là sanh con gái không à. Có mình là mình sanh được con trai. Anh này là cháu nội đích tôn của mọi người. Một chia sẻ với mọi người về cái chuyện đời tư của em chút xíu. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng subscribe, đừng quên like.